Chào quý vị, cái video ngày hôm nay mình muốn nhìn vào cái đề tài này một tí, cái nào ngon hơn giữa Medicare và Medicaid hoặc là Medi-Cal cho những quý vị ở sống ở California ha. Hai cái từ này Medicare và Medicaid khi mà mình nhìn vào cũng dễ là lẫn lộn quý vị. Sự khác biệt là vài chữ ở cuối này thôi ha. Hai cái chương trình này đều là những chương trình của chính phủ. Đây là chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ để mà hỗ trợ y tế sức khỏe cho người dân ha. Và quý vị thấy đó, cái Medicare là chương trình từ liên bang, rồi Medicaid hoặc là Medi-Cal đây là từ tiểu bang của mình ha. Là quý vị thấy Medicare và Medicaid thường thường đưa ra để mà phục vụ hai nhóm người khác nhau phải không? Medicare thì cho những quý vị nào mà ở tuổi 65 trở lên, khi mình bước vào tuổi 65 trở lên mình có thể gia nhập hoặc là mình có tình trạng bệnh tật thì mình có thể gia nhập sớm hơn ha. Thường thường tình trạng bệnh tật thì một số tình trạng bệnh tật mình có thể gia nhập liền, còn thông thường thì khi mà mình nhận tiền bệnh qua chương trình SSDI đó, thì mình có thể gia nhập sau khi mình đã được cái phần tiền bệnh này 24 tháng thì mình được gia nhập cái chương trình Medicare này ha quý vị. Còn về cái chương trình Medicaid hoặc là Medi-Cal thì mình có thể gia nhập ở bất kể tuổi nào phải không quý vị, nhưng mà họ lại có những cái điều kiện khác nhau ha. Thì giới hạn là dựa vào cái thu nhập của mình và tài sản của mình tùy theo tiểu bang ha. Mình sẽ không nói cặn kẽ về tiểu bang này tiểu bang kia, nhưng mà nói chung là bên này thì dựa vào tài sản và thu nhập. Còn bên Medicare có một số vị nói hơi bên cái phần mà Medicare cũng dựa vào tài sản vậy, dựa vào thu nhập vậy, không phải tài sản mà dựa vào thu nhập vậy phải không? Đó là cái lệ phí mình đóng hàng tháng, đặc biệt là cho Medicare phần B, cái phần mà ngoại trú mình đi khám bác sĩ rồi mình đi về ha. Thì như vị thấy là năm nay cái giá mà nhiều người đóng là 170 đồng 10 sen một tháng. Tất nhiên có một số vị mình có những cái thu nhập cao hơn của hai năm trước thì phải đóng giá cao ha. Nhưng mà đặc biệt khi mà nói đến Medicare và Medicaid, cái sự khác biệt đó là như vậy. Mình muốn chia sẻ một vài điểm để một số quý vị có thể nhìn vào, đặc biệt là khi mình chưa đến tuổi hoặc là mình chưa có cần những cái dịch vụ y tế này, Medicare hay Medicaid, thì có thể mình suy nghĩ nó thoáng hơn, mình nghĩ rằng nó sẽ bao gồm nhiều điều hơn. Rồi khi mà mình cần và mình có nó, mình thấy ô tại sao vậy, nó lại không chi trả hết những cái dịch vụ mình cần thiết ở thời điểm đó. Thì một tí thông tin mình đưa ra để quý vị có thể thấy rằng là nó bao gồm những cái gì, để mình có thể hoạch định để sau này mình cần nó thì mình có thể dùng nó phù hợp hơn với tình trạng mình hơn đó. Một số quý vị nói rằng là cái chương trình Medicare là cái chương trình bảo hiểm, có nghĩa là mình phải đóng góp vào mình có thể mới có thể nhận được, còn cái Medicaid đó là cái sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc là trợ cấp từ chính phủ. Quý vị thấy đó, cái chương trình Medicare thì có bốn phần, hai phần chính là phần A là phần về bệnh viện và phần B là phần về mình đi khám bác sĩ rồi mình đi về, rồi có những phần khác, phần phụ khác. Cái phần A, phần B này là thì được phục vụ cung cấp từ liên bang ha. Rồi mình có thể mua thêm hai phần, bởi vì quý vị thấy đó, cái phần A nếu mà mình làm việc và đóng thuế có 40 tín chỉ, hoặc là cái hồ sơ của vợ hay chồng có 40 tín chỉ mà mình dựa theo hồ sơ ấy để mà có phần A thì mình đâu có đóng lệ phí gì hàng tháng phải không? Còn phần B thì cái phần về bác sĩ thì bất kể là mình có 40 tín chỉ hay không, hay là không có, cái lệ phí hàng năm, hàng tháng mình phải đóng cho năm nay là 170 đồng 10 sen một tháng, đó là cái giá cho nhiều người ha. Rồi có hai cái khác là phần D là về liên quan đến phần thuốc và phần C chi trả cho những gì A, B hoặc là D không chi trả, hoặc là kết hợp những cái này lại để mà tạo ra một cái bảo hiểm khác từ những công ty tư nhân có thể cung cấp cái bảo hiểm ấy qua cái chương trình gọi là Medicare Advantage ha quý vị. Đó. Thì đây là những cái phần của Medicare. Khi mà mình gia nhập Medicare thì quý vị thấy đâu có dựa theo cái tài sản hoặc là thu nhập của mình phải không?
Nhưng mà nói hồi nãy bên Medicaid hoặc là Medicare thì phải dựa theo cái tài sản và thu nhập của mình để mà xem coi mình có đủ điều kiện hay không ha. Một số quý vị nói rằng là hey, tôi thích Medicaid hơn bởi vì Medicaid không phải trả chi phí gì hết, còn bên này thì lại trả chi phí này chi phí nọ rồi những phụ phí mình phải trả nữa, đặc biệt là phần B. Quý vị thấy mỗi lần mình đi khám bác sĩ thì cái Medicare không có trả hết 100%, chỉ trả có 80% thôi, trừ lại 20% phụ phí mình phải trả, rồi mình phải đóng cái lệ phí hàng tháng cho phần B vân vân nữa. Còn bên này đó thì có một số vị nói rằng là không đóng gì hết, đúng tình trạng, tùy theo tình trạng của mình, tình trạng thu nhập của mình, dựa theo thu nhập của mình rồi tiểu bang mình sống vân vân. Có một số quý vị có thể là lãnh được cái đó, mà mỗi lần mình đi khám bác sĩ hay là bệnh viện vân vân mình không có chi trả gì hết. Và tất nhiên có một số quý vị nằm ở bên chương trình có cái chương trình Medicaid và Medicare này thì lại có những cái phụ phí khác mình phải trả mỗi khi mình sử dụng hoặc là mình phải đóng hàng tháng vân vân ha. Tất nhiên là có một số quý vị đủ điều kiện để mà có cả hai cái chương trình này cùng lúc luôn. Khi mình có cả hai như vậy thì rất là lợi cho mình, bởi vì mình có thể dùng cái dịch vụ cả hai phía luôn, gọi là hỗ trợ cho nhau. Một số quý vị có cái Medicare, đặc biệt là phần B, quý vị thấy mình phải trả 20% lệ phí. Và cái bảo hiểm Medicare này đâu có bao gồm một số dịch vụ chẳng hạn như là răng mắt tai vân vân, thì cái Medicaid này cũng hỗ trợ nữa. Và những cái lệ phí này thì có thể được hỗ trợ từ cái chương trình Medicaid Medicare để mà hỗ trợ cho những cái phần đó. Nên khi mà một quý vị hay là những vị nào mà có cả hai như vậy đó thì tất nhiên là cái đó là rất là tốt, bởi vì mình có thể sử dụng được hai vậy hai chương trình và hỗ trợ cho nhau hết á. Về dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn đó, có một số quý vị khi mà có cái Medicare đó, thấy mình có cái danh sách bác sĩ mình đi có thể là nó rộng hơn bên chương trình Medicaid, tùy theo tiểu bang mình sống nha, chứ chắc tiểu bang nào cũng vậy à. Nhưng mà khi mà mình đến cái thời điểm mà mình cần cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn đó thì mình nghĩ rằng là Medicare tôi có rồi, có thể là lo những chi phí ấy. Nhưng mà khi mình cần đến mình thấy rằng nó rất là kém cỏi, bởi vì những dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn chẳng hạn như là hỗ trợ sinh hoạt đời sống của mình, bởi vì sức khỏe của mình không cho phép mình, tình trạng bệnh tật của mình ngăn cản mình có thể tự chăm sóc cho mình, thì bên Medicare lại không có, mà bên Medicaid hoặc là Medicare thì lại có những cái dịch vụ ấy để mà chi trả cho những cái chi phí để mà hỗ trợ những mình cần những dịch vụ chăm sóc dài hạn ha. Đặc biệt là khi mình đến tuổi càng cao đó thì có thể là cái phần trăm mình cần đến những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn này nhiều hơn, mà Medicare thì lại không có lo hết những cái đó, Medicaid thì lại lo hết. Cái này mình muốn khuyên ở đây để những quý vị lưu ý về cái tình trạng của mình, xem mình có thể cần những cái dịch vụ này hay không, chăm sóc sức khỏe dài hạn trong thời gian gần hoặc là tương lai không á. Và hãy lưu ý và rằng là cái phần Medicaid hoặc là Medicare đó muốn gia nhập thì lại có cái sự giới hạn về tài sản và thu nhập ha, tùy theo tiểu bang mình sống ha. Cái điểm mình muốn nhấn mạnh ở đây trong cái video này là như vậy, có một số quý vị đó mình đã gặp qua trong quá trình làm việc đó, luôn nghĩ rằng là trong đời mình chỉ cần cái Medicare thôi ha, rồi bỗng nhiên là cái tình trạng sức khỏe của mình suy kém rồi mình cần những cái dịch vụ ở chăm sóc sức khỏe mà thấy rằng Medicare không chi trả, rồi mình cần cái Medicaid nhưng mà không có lưu ý trước về cái phần cái điều kiện mà mình có được cái Medicaid, bởi vì tình trạng mình là cần những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn ở thời gian đó mà mình không đủ điều kiện để mà đáp ứng cái tiêu chuẩn của Medicaid lúc mà mình cần như vậy ha. Nên đó là một điểm mà mình cần lưu ý để mà mình có thể tình trạng mình sẵn sàng khi mà mình cần nó, mặc dù là mình đang sử dụng Medicare thôi và mình nghĩ mình không cần, nhưng mà đâu biết được tương lai mình có cần hay không thôi quý vị. Cái khác biệt giữa Medicare và Medicaid khác nữa mình muốn nói đến là cái phần thu hồi di sản. Khi một người sử dụng cái dịch vụ y tế Medicaid hay là Medicaid hay là Medicare Medicaid này đó,
hoặc là Medicare qua đời thì sao? Bên Medicare quý vị thấy đâu có là chính phủ đâu có nhắm vào cái di sản của một người sử dụng qua đời, có nghĩa là cái chi phí mà họ chi trả rất là nhiều rồi qua đời, và họ nhìn vào cái tài sản của mình, cái di sản mình để lại để mà thu hồi cái di sản ấy, để mà coi như là lấy lại phần nào cái phần mà họ chi trả và những cái dịch vụ tốn kém rất là nhiều, dịch vụ sức khỏe cho mình ha. Medicare thì không có, còn bên Medicaid thì có ha. Bởi vì họ giới hạn cái phần tài sản mà họ lại cho mình có phép, có quyền có một căn nhà bất kể giá trị của căn nhà ấy và chiếc xe ha. Thì cái căn nhà là cái mà có giá trị lớn nhất, thì chính phủ cho phép có thể nhắm vào căn nhà này khi một người sử dụng của chương trình Medicaid qua đời, để mà xem có thể thu hồi cái phần nào, tài sản nào, đó di sản nào trong đấy, trong đây không, để mà bù lại những cái chi phí mà họ đã chi trả cho mình liên quan đến dịch vụ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho mình ha. Đó là cái mà phải cần lưu ý nữa ha quý vị. Khi nói về những nơi mà cung cấp dịch vụ sức khỏe, chẳng hạn như là bác sĩ vân vân, bệnh viện vân vân, thì họ thích mình sử dụng cái nào hơn? Quý vị thấy đó, khi mà chính phủ chi trả cho cái lệ phí, có nghĩa là họ hỗ trợ cái lệ phí cho người sử dụng để mà dùng những dịch vụ này, thì bác sĩ thường thường thích bệnh nhân đi dùng cái Medicare hơn, phải không? Bởi vì họ sẽ nhận được cái phần tiền từ chính phủ nhiều hơn là bên Medicaid, nên phần đông là bác sĩ thích bệnh nhân sử dụng cái Medicare nhiều hơn là Medicaid ha. Đó là một vài điểm mình muốn chia sẻ trong video này, muốn nêu ra, đặc biệt là về cái phần chăm sóc sức khỏe dài hạn. Để một số quý vị khi mình quá trình làm việc, mình thấy một số quý vị nghĩ rằng là mình không cần cái Medicaid, chỉ cần Medicare thôi, rồi bỗng nhiên mình cần cái dịch vụ ấy mà mình không đủ tiêu chuẩn vân vân ha. Cái nào tốt đẹp hơn là tùy theo tình trạng của mình, tùy theo mỗi cá nhân thôi ha. Có thể có người phù hợp cái này mà không nghĩ rằng là cái kia không phù hợp vân vân, tùy theo địa điểm mình cư ngụ, tiểu bang mình sống, thành phố mình sống vân vân nữa ha. Có gì mình sẽ trở lại những video sau. Chào quý vị.